Gần chục năm nay, cứ mỗi độ xuân về, nhận được lời kêu gọi vận động của Hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn, anh An Xuân Mười ở trường tiểu học Đại Hưng, huyện Khói Châu lại cùng đồng nghiệp đăng ký tham gia hiến máu. Nhận thức được việc hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, nên đến xuân này anh đã 11 lần hiến máu với suy nghĩ đơn giản. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hàng trăm người có mặt tham gia hiến máu đều có chung suy nghĩ như anh. Tôi chỉ nghĩ rằng là mình giúp đỡ được những người bệnh, những người khó khăn, những người cần máu ấy, thì mình có khả năng thì mình sẽ giúp đỡ. Còn nếu sau giờ mình không có khả năng thì đành phải chịu. Nhưng khi có khả năng thì hãy cố gắng hết mình. Gần chục năm nay, cứ mỗi độ xuân về, nhận được lời kêu gọi vận động của Hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn, anh An Xuân Mười ở trường tiểu học Đại Hưng, huyện Khói Châu lại cùng đồng nghiệp đăng ký tham gia hiến máu. Nhận thức được việc hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, nên đến xuân này anh đã 11 lần hiến máu với suy nghĩ đơn giản. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hàng trăm người có mặt tham gia hiến máu đều có chung suy nghĩ như anh. Tôi chỉ nghĩ rằng là mình giúp đỡ được những người bệnh, những người khó khăn, những người cần máu ấy, thì mình có khả năng thì mình sẽ giúp đỡ. Còn nếu sau giờ mình không có khả năng thì đành phải chịu. Nhưng khi có khả năng thì hãy cố gắng hết mình. Gần chục năm nay, cứ mỗi độ xuân về, nhận được lời kêu gọi vận động của Hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn, anh An Xuân Mười ở trường tiểu học Đại Hưng, huyện Khói Châu lại cùng đồng nghiệp đăng ký tham gia hiến máu. Nhận thức được việc hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, nên đến xuân này anh đã 11 lần hiến máu với suy nghĩ đơn giản. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hàng trăm người có mặt tham gia hiến máu đều có chung suy nghĩ như anh. Tôi chỉ nghĩ rằng là mình giúp đỡ được những người bệnh, những người khó khăn, những người cần máu ấy, thì mình có khả năng thì mình sẽ giúp đỡ. Còn nếu sau giờ mình không có khả năng thì đành phải chịu. Nhưng khi có khả năng thì hãy cố gắng hết mình.